Pin 2K9 học lớp 7, mong muốn đạt thành tích cao nhưng vẫn lười và sợ đến các lớp học thêm. 2K9 đừng lo, vì giờ chẳng cần đi đâu xa, ngồi ngay tại nhà vẫn tự tin đạt điểm 9-10 với chương trình học trực tuyến trên tuyển sinh247.com. Tuyển sinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả. Lý do nên chọn tuyển sinh 247 làm bạn đồng hành để học tốt lớp 7. Thứ nhất, chỉ với chiếc điện thoại hoặc là máy tính là các em có thể học mọi lúc, mọi nơi, vô cùng thuận tiện và chủ động. Thứ hai là học trực tuyến lớp 7 đầy đủ môn toán, văn, anh, lý, sinh, sử, với nội dung khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản và nâng cao, bám sát với chương trình của Bộ Giáo dục. Thứ ba là hệ sinh thái học tập đáp ứng nhu cầu học toàn diện, bao gồm hệ thống video bài giảng chất lượng, tài liệu bài giảng chi tiết kèm theo mỗi bài học, hỏi đáp với giáo viên nếu không hiểu bài, kiểm tra online ngay sau mỗi bài học. Thứ tư là đội ngũ giáo viên giỏi đến từ các trường học chất lượng hàng đầu Việt Nam như là VinSchool, Nguyễn Tất Thành và các trường chuyên. Sau đây thầy cô sẽ đồng hành giúp 2K9 học tốt lớp 7. Bộ môn toán có thầy Đỗ Văn Bảo là giáo viên của trường VinSchool, là giáo viên ấn tượng được đưa tin trên VTV7. Bộ môn ngữ văn có cô Tạ Minh Thủy là giáo viên của trường VinSchool, giáo viên dạy giỏi thành phố Hà Nội. Bộ môn tiếng Anh có cô Quang Thị Hoàn là giáo viên của trường Trung học cơ sở Đống Đa, được Sở Giáo dục lựa chọn dạy trên kênh truyền hình Hà Nội. Bộ môn tiếng Anh có cô Nguyễn Thị Mai Hương, được Sở Giáo dục lựa chọn dạy trên kênh truyền hình Hà Nội. Cách dạy mới mẻ luôn giúp các con thích và say mê học tiếng Anh. Bộ môn vật lý có cô Nguyễn Thị Loan là giáo viên của trường Trung học cơ sở Thanh Hà, Hà Nội, là giáo viên trẻ nhiệt huyết, bài giảng của cô rất chất lượng và dễ hiểu. Bộ môn sinh học có thầy Nguyễn Đức Hải là giáo viên của hệ thống giáo dục ngôi sao Hà Nội. Phương pháp giảng dạy sáng tạo giúp học sinh trở nên yêu môn sinh học. Bộ môn lịch sử có thầy Trần Thanh Quang là giáo viên của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy đạt nhiều giải thưởng như huy chương vàng Cụm Duyên Hải Bắc Bộ, thủ khoa đầu ra lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội và giải nhất học sinh giỏi quốc gia. 2K9 ơi, tự tin ẵm chắc điểm 9 đến 10 thôi nào. Nếu các em có thắc mắc, vui lòng liên hệ đến hotline miễn phí 1800 6947 hoặc 024 7300 7989, phục vụ từ 7 giờ tới 22 giờ tất cả các ngày. Còn bây giờ thì tuyển sinh247.com xin chào và hẹn gặp lại.